phía dưới đây là cái gian hàng đồ gỗ, thì nó quy xung gần xuống tới sân khấu rồi. Sân khấu lớn ở cuối đường Hùng Vương mới, festival lưới gạ mình tổ chức ở trên đường Hùng Vương mới. Còn sôi nổi nhất là bây giờ buổi tối là ở cái khu gian hàng mà bán những cái đồ gia dụng này. Mình sẽ đi vào coi nha. Ở đây là có hơn 1.000 gian hàng để phục vụ trưng bày những cái sản phẩm nông nghiệp để tiêu dùng cũng có luôn. Còn rất là tốt. Ở đây là bán quần áo, củ bông, những gia dụng, nón 25.000 đẹp, hàng tự chọn. Đẹp quá. Ở đây là nó chỉ có là một giải cho thôi. Nha, ở với ông cái đường Hùng Vương được hai chiều, thì mấy phía sau nó cũng còn một giải nữa. Mình đi cái đường này, bây giờ mọi người tập trung về đây rất là nhiều. Áo chị em, áo chị em, áo chị em. Tôi mới. Ê, mình có bán cái vỏ đó không? Đó đó. Thấy cái vỏ dễ thương quá à. Đồ riêng cái này là nó giống như một cái chợ đêm thôi. Còn những cái sản phẩm mà phục vụ nông nghiệp á thì nó nằm ở phía trước.